Huấn luyện viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo là tấm gương cho mọi người. Huấn luyện viên Vincenzo Montella khen Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu tốt trong bóng đá đỉnh cao dù đã 39 tuổi. Tôi không ngạc nhiên về sự nghiệp của Ronaldo, huấn luyện viên của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Vincenzo Montella nói trước trận gặp Bồ Đào Nha ở Euro 2024. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, đồng thời là một tấm gương cho tất cả. Ronaldo vừa có một mùa giải với 50 bàn và vẫn là cầu thủ quan trọng của Bồ Đào Nha, dù đã bước sang tuổi 39. Mùa vừa qua, Ronaldo ghi được 50 bàn trong 51 trận cho câu lạc bộ An Nassr. Cùng thời gian, tiền đạo 39 tuổi cũng ghi 7 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha, nâng kỷ lục lập công cho đội tuyển quốc gia lên 130 bàn. Hôm 18 tháng 6, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha hạ Cộng hòa Z2, một trong trận ra quân bảng F Euro 2024. Hôm nay 22 tháng 6, anh và đồng đội sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ của Montella trong trận thứ hai. Thổ Nhĩ Kỳ hiện dẫn đầu bảng với trận thắng Georgia 3-1. Theo Montella, Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo mà còn nhiều cầu thủ giỏi khác. Tuy nhiên, ông tin rằng nếu không có bóng, Bồ Đào Nha sẽ gặp khó khăn. Ông muốn các học trò kiểm soát bóng, chiến đấu, kiên nhẫn và đoàn kết. Chúng tôi phải chơi chặt chẽ trước Bồ Đào Nha, phòng ngự xong phải tấn công ngay. Sau đó, nếu ghi bàn, chúng tôi sẽ thắng. Chỉ đơn giản thế thôi, Montella nói thêm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.